Brad Pitt có tình mới kém 21 tuổi, Angelina Jolie không bao giờ tha thứ cho chồng cũ. Mirror đưa tin, Brad Pitt bị phát hiện tán tỉnh nữ ca sĩ Andra Day tại lễ trao giải Oscar 2021 hồi tháng 4. Theo đó, tài tử 58 tuổi vô cùng ấn tượng trước vẻ đẹp của Andra Day khi cô xuất hiện trên sân khấu nên đã tiếp cận và xin số điện thoại. Một nguồn tin nói với tờ Mirror, Brad Pitt để ý Andra Day từ lâu, họ trò chuyện thân thiết ở hậu trường và trao đổi phương thức liên lạc. Đó có thể chỉ là xã giao bình thường, nhưng bạn bè của Brad Pitt cho rằng cả hai có thể là một cặp đôi tuyệt vời. Brad Pitt cũng từng vướng tin đồn hẹn hò với người mẫu Đức Nikolai Boturaskin và nữ diễn viên Alia Shawkat kể từ khi ly hôn Angelina Jolie. Ngoài ra, khán giả còn đặt nghi vấn nam diễn viên quay lại với vợ cũ Jennifer Aniston bởi màn tương tác thú vị của hai nghệ sĩ tại lễ trao giải Screen Actors Guild Awards 2020. Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times hồi cuối năm 2019, tài tử được khao khát nhất nhì Hollywood phản hồi về loạt tin đồn hẹn hò mà bản thân gặp phải. Tôi không nhớ mình đã bị ghép đôi với biết bao nhiêu phụ nữ trong vòng 2-3 năm qua. Tất cả những thông tin đó đều sai sự thật. Chính vì vậy, khán giả vẫn đang bán tín bán nghi chuyện Brad Pitt có tình mới kém 21 tuổi. Sau thời gian dài tranh giành quyền nuôi con, Brad Pitt đã được thẩm phán trao quyền giám hộ 6 con chung với Angelina Jolie như mong muốn. Nam diễn viên 57 tuổi đấu tranh suốt 5 năm để có được điều này kể từ khi anh và Angelina ly hôn vào tháng 9 2016. Theo phán quyết mới, Brad sẽ được chia sẻ quyền chăm sóc, giám hộ với những người con của họ là Park Thiên 17 tuổi, Zahara 16 tuổi, Shiloh 14 tuổi và cặp song sinh Knox, Vivienne 12 tuổi. Con trai cả Maddox hiện đã 19 tuổi nên có quyền tự quyết. Tuy nhiên, Angelina Jolie không hài lòng với quyết định này của tòa án và lập tức lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của mình để chống lại chồng cũ. Một nguồn tin tiết lộ trên US Weekly hôm 2 tháng 6. Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho Brad, cô khẳng định vụ kiện vẫn chưa kết thúc và tin rằng công lý sẽ chiến thắng. Nữ diễn viên 45 tuổi đã cố gắng loại bỏ thẩm phán Joe Odokick khỏi vụ kiện vào tháng 8 2020 với lý do thẩm phán có mối quan hệ làm ăn riêng với Pitt và nhóm pháp lý của anh ta. Tuy nhiên, yêu cầu của cô bị bác bỏ. Vào tháng 5, Jolie nộp đơn khiếu nại thẩm phán khi ông từ chối để các con của cô làm chứng tại tòa. Thẩm phán Odokick đã không xét xử công bằng cho cô Jolie khi loại trừ một cách vô lý những bằng chứng liên quan đến sức khỏe, sự an toàn và lợi ích của bọn trẻ. Việc làm chứng có vai trò quan trọng trong vụ xét xử, luật sư của Jolie viết. Tuy nhiên, tài liệu của tòa án khẳng định những lời khai của Angelina Jolie thiếu độ tin cậy. Tòa ra phán quyết dựa trên lời khai sâu rộng của những nhân chứng và chuyên gia đã dành thời gian bên các con của Jolie Pitt trong nhiều tháng qua. Nguồn tin cho hay, sở dĩ thẩm phán không để các con của cặp sao ra làm chứng ở tòa vì bọn trẻ đã nói chuyện với các bác sĩ trị liệu của chúng trong những tình huống và bối cảnh phù hợp. Sau đó, các bác sĩ, chuyên gia tâm lý đã đánh giá và gửi báo cáo lên tòa. Trong lĩnh vực showbiz nhiều tai tiếng này, thông thường bạn không bao giờ muốn con mình phải ra làm chứng trước tòa. Đó là điều cuối cùng mà bất cứ ai có thể nghĩ đến vì nó luôn gây tổn thương. Vì vậy, khi Jolie phàn nàn rằng bọn trẻ không được phép làm chứng, điều đó càng củng cố thêm rằng thẩm phán đã đưa ra quyết định đúng đắn về quyền nuôi con, một nguồn tin tiết lộ. Tất cả những gì Brad muốn là quyền nuôi con chung, Brad rất quan tâm đến các con của mình và anh ấy muốn những điều tốt nhất cho chúng. Anh ấy chỉ muốn dành nhiều thời gian nhiều nhất có thể cho bọn trẻ, nguồn tin khác cho biết.